Hello everyone, ok, ngày nay ở một topic deep trong cao, deep trong ấy cao. Thì là quan trọng là đâu mà một tập một cái nhưng mà deep trong đầu về là deep trong đó là chuyện bỏ lỡ lại. Đầu của đầu tiên mới cứ khai cái bộ, đầu đầu tiên biết cứ khai hết cái này. Ok, enjoy. Ok hello, bông là một điểm trọng là chứ. Joy. Ok hello, nhưng cô đây là điểm trọng trong cái miền bản mới, cái tài sản là bản đi. Ok, joy. Ok hello, nhưng mà người điểm trọng trên cái hát bên trên cái kia joy. Ok, rồi nhưng mà đó tí rung khát công bố thôi. Ok, cả vì ca mình chìm mình cứ mìa mai hay nam mươi vì chất khuyên điện. Ok, rồi nên những con là nâu nâu một khát công bố thôi. Ok, joy. Ok, rồi nhưng mà mình chìm mình những nơi khát công bố mình nó tự vô mạng nên cái lại thôi thoát hay dương bàn mặt đo cái lại đây tập môi để mình muốn hà tập chú thế lớn nhung một bộ đại đâu nào hay về nhằm ấy để nhằm ấy mình hái dương được hơn là đâu vậy thế
ចយសួស្តីអ្នកខ្ញុំឥឡូវយើងបានមកដល់ខេត្តតកែវហើយជួយសុបាយណាស់គេមិននៅជិះមកឡាមិនជិះបានប៉ុន្មានម៉ោងមកដល់ខេត្តតកែវនេះហេឡូអ្នកតកែវគេហ្នឹងនេះគឺជា part 1 នៃ episode ទី1នៅខេត្តតកែវគេអាយនឹងយើងធ្វើបើមិនស្អែកយប់ហ្នឹងយើងធ្វើ part 2ទៀតគេចយพาร์ทมูลในการเพิ่มเอาไปกอกกงเราแคทกระดาวนี่คือบ้านประจอบตรงนั้นโอเคแล้วยังจำตัวงานพาร์ทปีดอกเนี่ยโอเคบาย